bây giờ chúng ta đến với reaction ngày hôm nay. Tôi đang nhờ Pikachu nó làm cho một quả clip này. Tôi đang ngồi tôi reaction cái nào, một quả reaction cái gì đó hay hay cái nào. Đây là thằng Pikachu nó mới làm cho quả clip thì bạn mày cái này hay lắm các bạn ạ. Tôi sẽ làm quả clip reaction nhé. A few moments later. Sau đây mình sẽ làm quả Pikachu nó gửi, nó bảo là có quả clip vịt hóa thiên nga. Anh xem thử xem là các em gái sự biến hóa khôn lường các bạn nữ. Chúng ta sẽ cùng chứng kiến những cái cú biến hóa khôn lường của các bạn nữ luôn. Xem nào, clip này dài 5 phút nữa anh em ạ. Để tôi xem nào. Xem nào là cái gì nhá. Nhá. Từ từ thì mở loa xong được không? Mở loa xong được không? Mở loa ngoài được không? Hợp đi. Lại nhá. Uầy, cái gì đấy? Tôi thấy có khác biệt cái đéo gì đâu. Tôi thấy nó có khác biệt cái đéo gì đâu. Tôi thấy bạn nữ này mẹ mày trước với sau cũng như một mà. Ờ đúng không? Các bạn thấy không? Mà được cái bạn nữ này mắt thâm này, uầy, nhìn này. Mắt thâm này, cuồng mắt thâm này chứng tỏ thức đêm nhiều này. Chả cái khác nhau cái gì cả luôn. Mà được cái uầy, lại còn kiểu có má lúm đồng tiền, mũi cao, xinh nhở. Cái bạn nữ này kiểu dạng mảnh khảnh ấy, nhìn giống con người yêu cũ tôi vãi lồn các ông. Ôi, bà chị ơi. Cái lồn gì đấy? Ui địt mẹ mày, đéo thể tin được. Đây là cái lồn gì? Ui cái gì đấy các ông? Đi, còn mẹ mày, tôi nói thật với các ông luôn. Đây, tất cả những chị em này, nợ đàn ông chúng tôi một lời xin lỗi. Vì đây là một hành vi lừa đảo có mục đích. Nếu như vô tình chúng tôi lại không được nhìn thấy bộ mặt thật, chúng tôi lại lấy các chị về là chúng tôi bị lừa rồi đấy. Đây người ta gọi là treo đầu dê mà bán thịt chó. Đái đái à. Ui đéo tin được luôn đấy. Ui cái đéo gì, tôi cảm thấy mất niềm tin vẫn lộn. Tôi lấy vợ tôi về tôi đã cảm thấy tôi mất niềm tin vẫn lộn rồi các ông. Nhớ bạn này thì xinh sẵn rồi mà, bạn này mình bạn này nhìn phát là con nét xinh luôn này, mũi cao này. Bạn này thay mỗi bộ quần áo này. Trước sau như một vậy, mấy cái bạn này chả biết làm chương trình mày bị phá thiên nga cái gì cả. Chả biết làm vịt hóa thiên nga. Vịt hóa thiên nga nó là kiểu đang như này đúng không? Xong thì mẹ mình đùng một cái và là sang kiểu như này chẳng hạn này, nhìn nó khác bọt không? Đấy, khuôn mặt của tôi thay đổi 360 độ các bạn. Đeo cái kính mà phát nhìn tri thức vãi lồn. Được không ạ? Tôi sẽ đeo kính để ngồi reaction đấy bạn. Ui thì con mẹ mày cái. Nó là con trai mà đúng không? Cái ông này là con trai mà. À, cái ông này là con trai mà. Thằng cái thằng béo là địt bạn. Tôi nói thật, thằng nào mà xem cái quả clip này mà cứng được nhá thì đi mẹ chuẩn bị tư tưởng mà chặt bùi đi là vừa rồi. Nói thật luôn. Uầy, tôi nói lần không, thằng nào xem quả clip này mà cứng được thì phải chặt bùi đi là vừa nhá. Bạn này xinh xắn này, bạn này nhìn phát biết xinh luôn này. Chất lượng thật sự anh em. Nhưng mà các bạn đứng nhìn phát nhìn cái nét mặt tôi là mình biết xinh rồi nè. Đấy nhìn toàn những nét mặt đó xinh xắn rồi. Cảm thấy đi like luôn. Ủa?
những gái Hàn Quốc ấy à. Nhưng mà các bạn biết một cái điều gì không? Là tôi để ý nhá, là tôi để ý ấy, các bạn chỉ cần để ý một tí ấy, là những cái nét mặt từ đầu đến giờ ấy, bạn nào thì cũng na ná nhau, đéo phải mình nói cái gì đâu. Nhưng mà bây giờ nhá, cái công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ nó đang lên ấy, nên là bây giờ bình thường ấy mọi người sử dụng cái vấn đề đấy nhiều ấy. Thế nên tôi ra ngoài đường hay các bạn ra ngoài đường, các bạn cứ để ý mà xem, bạn nào thì mũi đều tiêm filler, tiêm cằm, bơm môi, nên là mặt bạn nào nhìn cũng na ná nhau ấy. Tôi nói thật luôn, tôi nói thật luôn, bây giờ nhiều khi ra ngoài đường gặp gái nhìn bạn nào cũng na ná mặt nhau à, thật. Nhìn cái nét đẹp tự nhiên nó sẽ khác hoàn toàn luôn. Mũi mà nó cứ nhỏ ấy luôn ấy, xong rồi nó cao ấy luôn ấy, không có đâu. Bullshit. Ui đi con mẹ mày, cái gì đấy? Ui đù tại mày vãi lồn. Đủ má. Bé tin được ạ. Quay được cái clip học con mẹ cái điện thoại được. Cái đéo gì ấy, bạn làm kiểu gì nhở? Ôi, quay xong quả clip hỏng con mẹ cái điện thoại luôn này. Ôi, clip này ảo vậy. Các bạn nào mà hay kiểu xem TikTok ấy, hay xem TikTok Trung Quốc ấy, đứa đéo nào nhìn mặt cũng như đứa nào, thật luôn, chẳng phải nói đấy, nhưng mà đứa đéo nào như đứa nào, phẫu thuật nhiều vậy. Thấy không, các bạn nhìn không, cái nét cảm giác là đứa đéo là mắt cũng to phải không, mũi cao cầm mi lai giống nhau đấy à. Ủa, thì lại xấu đau xấu đớn luôn ấy. Thế đéo nào đi mẹ, nó lên nó đen vãi đái rồi, nó trắng vậy. Làm gì có ai mãi. Nó đội cái đéo là cái quần tất đúng không? Cái này là cái quần tất đúng không không? Hay là cái đéo gì nhở? Con vịt xấu xí đâu. Có thể bỏ cái gối ra được không? Có thể bỏ cái gối đấy ra được không? Này, tôi nói thật với các ông luôn. Này, quá như bình thường luôn. Đéo bao giờ chất lượng bằng quả này luôn. Đây, quả này bình thường. Nó phải là quả này này. Cái trào lưu này bạn nữ này bình thường. Các ông nhìn này bình thường. Đây này, nó phải là quả trào lưu này nhá. Sai. Này, so sánh này. So sánh hai quả trào lưu với nhau các bạn. Mẹ mày cho tôi cái lời, cho tôi cái ý kiến bạn. Làm đéo gì ăn được quả thì mẹ mày gối vàng của tôi. Nó là chất lượng mãi lồn rồi. Ok chưa? Xoạn. Cười duyên thế. Đại bán. Nói gì nhỉ? Giải tán! Giải tán! Đúng không? Rõ ràng mà! Nó chả nói câu giải tán nữa còn gì? Này nghe này! Giải tán! Đấy, giải tán! Giải tán này được! Ui! Quả eo thon đeo được cả gương, đeo được cả kính này! Eo thon kính này các bạn ạ! Ui! Nhìn mặt giống anh virus vãi! Tôi nhìn cái góc nghiêng này gì giống anh virus vãi cả đài à! Show
như bọn Trung Quốc có lắm cái trào lưu nhờ. Áo đỏ chứng tỏ vỡ ai. Hay là chỉ có một mấy đứa tôi làm có bạn mấy cái này được nhỉ? Được bạn. Bạn nữ này giống cái bạn gì mà các bạn biết cái bạn nữ gì nhỉ? Ngày xưa ở cái trào lưu hot một thời ấy, Đoá Nhi ấy, nhìn giống Đoá Nhi nhỉ? Nhiều cái trào lưu hay phết nhỉ? Ủa, được thật sự anh em ạ. Đúng là đáng đồng tiền bát gạo. Tôi đã nói rất nhiều lần về cái vấn đề chân của Trung Quốc ấy. Đéo hiểu chúng nó ăn cái đéo gì mà chân nó dài nó luột thế nhỉ? Wow. Nhưng mà mắt cái bạn này biết các bạn nhìn nhiều, nếu mà bạn nào nhìn tinh ý nhất là sẽ nhìn thấy cái mắt bạn này cận này. Mắt bạn này như kiểu cảm giác nó bị không hồn ấy. Mắt này là mắt không hồn, tức là sao nó bị, nó hơi lạc lõng mắt một tí, mắt nó hơi bị kiểu ngò, nếu mà nói hơi quá thì là hơi xấu. Mắt nó là kiểu mắt không đẹp cho lắm, mắt một mí kiểu vậy. Nó là kiểu mắt hí đấy. Được vậy các bạn ạ. Nhưng mà xem ít thôi, xem nhiều nó bị ngấy đấy. Thi thoảng mình xem một tí cho nó vui thôi, xem nhiều quá nó bị ngấy đấy.